Và các bạn ơi, đây là khu trung tâm của Maria Bay. Và bên phía bên phải của mình là Art and Museum. Còn bên đằng sau của Kim là một chiếc cầu. Đó, nhìn đẹp lắm. Cầu này tên là? Là gì ta? Helix Bridge. Helix Bridge. Lại nè, cầu này tên là Helix Bridge. Còn cầu này tên là Ok. Và bây giờ bên này là Maria Bay. The Shoppies at Marina Bay Sands. Và Kim mới phát hiện cái bí mật để đi qua cái Super Tree Grove là cái đường kia kìa, các bạn thấy không? Bên trong kia kìa. Và mình sẽ đi trên không, đó là đi trên không để đi qua coi cái Super Tree Grove. Và mình đi thẳng lên kia một tí nữa. Tới rồi. Và mình sẽ đi ngang qua khách sạn này. A few moments later. Hello các bạn, và các bạn đã xem mình đang ở đâu đây. Đó. Mình chắc chưa? Nhà mình ở trên kia kìa đó. Tối nay Kim ở đây này. Đó, tối nay em lính xe ở đây nha các bạn. Đực quá. Đó, ở đây rất là đẹp. Khách sạn con thuyền và bể bơi ở trên con thuyền á. Vừa nãy mới mưa. Đó. Và đi ngang qua khách sạn này thì mình sẽ tới được Super Tree Grove. Đó, ở ngay trước mặt chúng ta là các bạn ơi. À, mình đã tới nơi rồi. Đằng sau lưng các bạn đó chính là Super đó. Nó nhìn giống mấy con sướng, nó đang ở biển đó, nhìn nó lơ lửng vậy đó. Nhìn ở dưới thì cũng rất là đẹp. Ở đây có rất là nhiều cây nè. Và khi các bạn đã đến đây thì các bạn đừng bỏ lỡ cái show đèn và nhạc ở đây. Và ở đây rất là đẹp. Đó. 20 minutes later.
Hello from Singapore. Và mình mới bắt đầu buổi sáng và mình đã mua được cái túi cà phê như này là rất là dễ thương, và nó trong bịch mà nó lại không ở trong cốc, và uống thử và nó khá là ngon, đậm đặc vị cà phê. Và tiếp theo đây là mình làm một máy, cái gì các bạn biết không, cái máy mà rút xu và cái loa thả xuống. Bây giờ mình sẽ mua thử cho các bạn coi nhá. Đó, để tờ một đô mình thả vào cho lẹ nè. Rồi, một đô nha các bạn. Đó, mình thả vào. Đó, rồi mình sẽ biểu hiện như này. Đó, đây là một đô. Rồi, mình sẽ chọn những chai nước như này là mình. Cái chai nước này rất là ngon ở Singapore. Mình sẽ chọn này. Đó, và nó sẽ rớt 10 đô ở đây. Đó, 10 cent. Đó, 10 cent. Đó, 10 đô nhiều quá. Rồi, mình sẽ lấy nước ở đây. Rất là lạnh luôn. Mà nhìn tưởng nó không lạnh mà rất là lạnh. Hello các bạn, và mình đang ở Bukit Junction, là một khu trung tâm thương mại nổi tiếng gần như là nhất Singapore. Và rất là nhiều đồ để mua, như là kiểu này, đồ ăn này, rất là nhiều thứ. Và mình đang ở khu trung tâm. Hello các bạn, và ở Singapore thì có rất là nhiều cái food court, là như là cái chỗ mà rất là nhiều đồ ăn của các nước gồm vào nhau. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn đi ăn food court ở Bugis. Ở Bugis. Bugis gì đó? Bugis Junction. À đúng rồi, đi. Anh ăn hẳn cái đường lên rồi phải không? Rồi, đi ăn. Đây là những cái chỗ mà đồ ăn là mình lấy xong rồi đi. Bây giờ mình sẽ mua những đồ ăn ở đây. Đây các bạn ơi, điều rất là thú vị ở Singapore chính là các bạn thấy cái tờ giấy trên bàn ghế không, người ta để trên đấy để cho đỡ phải mất chỗ của mình. Là mình muốn ngồi chỗ này thì mình phải ghế lên, không thì để những cái giấy này lên, không thì sẽ mất chỗ. Questions in life.
Hello, teacher.